Chào mừng quý vị và các bạn đến với VN YouTuber. Chỉ vài ngày nữa, chúng ta lại được hưởng một kỳ nghỉ nhân dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một sự kiện lớn trong lịch sử Việt Nam. Đây là ngày quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào Sài Gòn để thống nhất đất nước sau 21 năm bị chia cắt. Diễn biến và ý nghĩa của sự kiện này thì các tài liệu lịch sử chính thống của Việt Nam đều đã trình bày rõ. Trong clip này, chúng tôi muốn gửi tới các bạn một số quan điểm của người phía Việt Nam Cộng Hòa về lý do vì sao quân đội Việt Nam Cộng Hòa từng được đánh giá là nằm trong top 10 quân đội mạnh nhất thế giới thời đó mà lại bị sụp đổ chỉ trong chưa đầy 2 tháng sau khi bị quân đội nhân dân Việt Nam tổng tấn công. Nhân vật của phía Việt Nam Cộng Hòa mà chúng tôi đang muốn nói đến ở đây là ông Nguyễn Tiến Hưng, cựu trợ tá của ông Nguyễn Văn Thiệu. Trong cuốn hồi ký Khi đồng minh tháo chạy, ông Hưng đã dựa vào các thông tin từ hồ sơ của Dinh Độc Lập cho biết rằng từ sau Hiệp định Paris và nhất là từ năm 1974, nền kinh tế Sài Gòn rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do viện trợ bị cắt giảm nhanh chóng. Viện trợ quân sự cho tài khóa 1974-1975 được Nixon ấn định là 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, khi đưa ra Quốc hội Mỹ, nó bị cắt giảm chỉ còn 700 triệu. Tình hình viện trợ kinh tế cũng không sáng sủa hơn. Ông Hưng viết, vào đầu năm 1974, có tin dồn dập là Quốc hội Hoa Kỳ sẽ đi tới việc cấm cả dùng viện trợ để tài trợ ngân sách quốc phòng. Chỉ vài tháng sau thì tin đồn thành sự thật. Trước kia, 75% sự thiếu hụt ngân sách là do tài trợ bằng tiền của quỹ đối giá. Quỹ đối giá là một ngân khoản thu được khi tiền viện trợ nhập cảng được đổi ra đồng bạc Việt Nam. Ví dụ, một thương gia muốn nhập cảng Bông Gòn phải đem tiền Việt Nam đến ngân hàng xin mua đô la Mỹ để mở tín dụng. Số tiền này sẽ được đưa vào quỹ đối giá. Đến nay, không những viện trợ đã bị giảm, mà ngay đến quỹ đối giá cũng không còn được dùng để chi tiêu cho quốc phòng nữa. Sau tin sét đánh này, Quốc hội Mỹ dưới áp lực của phe phản chiến đi thêm một bước nữa. Bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 1974, cấm cả việc dùng quỹ đối giá để trả lương cho lực lượng cảnh sát. Lúc đó, cảnh sát của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa có 120.000 người. Chỉ một tháng lương của lực lượng này cũng là một món tiền không nhỏ. Những nhân tố kinh tế này đã tác động rất lớn vào tinh thần của quân đội và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở cấp cao nhất. Nhiều năm sau nhìn lại, ông Nguyễn Tiến Hưng vẫn không tìm ra giải pháp nào cho tình hình lúc đó. Trong hồi ký, ông viết, nhìn vào viễn cảnh kinh tế, tài chính và quân sự miền Nam cuối năm 1974 như nhìn vào chân trời tím. Những đám mây đen đặc đang ùn ùn kéo tới, báo hiệu một cơn bão tố từ xa xa. Và như vậy, ta có thể đặt thêm một câu hỏi khác. Từ năm 1976, Việt Nam Cộng Hòa sẽ lấy tiền đâu để trả lương cho quân đội và cảnh sát? Sau 30 năm, tôi cũng chưa tìm ra được câu trả lời. Khi không còn tiền trả lương, chắc chỉ còn một biện pháp là giải ngũ. Trên thực tế, năm 1974 đã là năm quyết định số mệnh cho miền Nam rồi vậy. Cùng lúc đó, dự trữ đạn dược, xăng dầu và vật tư quân sự nói chung của quân đội Sài Gòn cũng khan hiếm nghiêm trọng. Theo dự tính của Bộ Tổng Tham mưu chế độ Sài Gòn, dự trữ đạn dược tồn kho chỉ còn cung ứng được từ 30 đến 45 ngày. Tướng Cao Văn Viên kết luận rằng nếu tình hình chiến sự cứ tiếp tục xảy ra theo cùng một nhịp độ, thì số đạn tồn kho sẽ hết vào tháng 6 năm 1975 nếu không được thêm viện trợ. Với tình hình đó, tác giả cuốn Khi đồng minh tháo chạy kết luận, như vậy, ta có thể đặt một câu hỏi quan trọng về phương diện lịch sử là nếu như không có biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì tới tháng 6 hoặc già lắm là tới tháng 8 hay tháng 9 quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ lấy gì mà chiến đấu? Một khía cạnh đáng nói khác là quyết định rút bỏ vùng Tây Nguyên của ông Thiệu. Từ trước đến nay, các nhà chiến lược khi xem xét cuộc tổng tiến công nổi dậy năm 1975 đều khẳng định rằng chính quyết định vội vã rút khỏi Tây Nguyên của ông Thiệu là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của quân đội Sài Gòn. Vậy đâu là lý do khiến ông Thiệu đưa ra quyết định vội vàng này? Thực tế, quyết định của ông Thiệu có cơ sở và được nghiên cứu từ trước chứ không phải hồ đồ như nhiều người vẫn phê phán. Ông Nguyễn Tiến Hưng kể rằng, vào khoảng cuối năm 1974, ông đã được ông Thiệu cho xem một báo cáo về khả năng chiến đấu của quân đội do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng Hòa trình lên. Phần kết luận của báo cáo này viết, nếu mức độ viện trợ quân sự là 1,4 tỷ đô la thì có thể giữ được tất cả những khu đông dân cư của cả 4 vùng chiến thuật.
Nếu là 1,1 tỷ thì quân khu 1 phải bỏ. Nếu là 900 triệu thì khó lòng giữ được quân khu 1 và quân khu 2, hoặc khó đương đầu với cuộc tấn công của Bắc Việt. Nếu là 750 triệu thì chỉ có thể phòng thủ vài khu vực chọn lọc và khó điều đình được với Bắc Việt. Nếu quân viện dưới 600 triệu thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chỉ còn giữ được Sài Gòn và vùng châu thổ sông Cửu Long. Mà như trên đã nói, trong năm tài khoá 1974-1975, Quốc hội Mỹ duyệt viện trợ quân sự cho Sài Gòn chỉ có 700 triệu. Mỹ cũng quyết định rút ra khỏi vũng lầy Việt Nam khi thẳng thừng khước từ lời cầu xin viện trợ gấp 300 triệu đô la của ông Thiệu khi Phước Long bị mất. Chính bởi những yếu tố đó nên khi Buôn Ma Thuột bị tấn công và không giữ được, Thiệu liền ra lệnh rút khỏi cao nguyên. Thiệu nói, chắc chắn chúng ta không thể bảo vệ được tất cả lãnh thổ muốn bảo vệ. Như vậy chúng ta nên tái phối trí lực lượng và bảo vệ những vùng đông dân, chủ phú, vì những vùng đất đó mới thực sự quan trọng. Sau đó những diễn biến sự việc xảy ra tiếp theo thì sử sách đều đã ghi chép. Qua những thông tin của ông Nguyễn Tiến Hưng, chúng ta có thể thấy rằng việc viện trợ bị cắt đã là một trong những lý do khiến chính quyền và quân đội Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng qua đây chúng ta học thêm được một bài học nữa là một chính quyền, một quân đội nếu không có nội lực, không có chỗ dựa vững chắc là nhân dân thì dù quân đông, vũ khí nhiều cũng dễ bị thất bại khi kẻ bảo kê bỏ đi. Cũng qua đây, chúng tôi xin gợi lại với mọi người về câu chuyện bó đũa. Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, chung một lịch sử, chung một tiếng nói. Khi chúng ta là một bó đũa, không ai bẻ gãy được ta. Khi chúng ta là từng chiếc đũa, chúng ta sẽ bị bẻ gãy dễ dàng. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.